Em rất là vui mừng và cũng như là phấn khích khi mà em nhận được tin là em được mức học bổng cao nhất của trường University of Western Australia với mức học bổng là 48.000 đô trong 4 năm. Và thì đây cũng là một cái trường trong top 18 và top 1% thế giới, nên là em cũng hiểu rằng đây là một cái mức học bổng rất cao, rất khó đạt được. Xin chào mọi người, em tên là Kiều Hải Phong, cựu học sinh của lớp 12-1 trường trung học phổ thông chuyên thẳng Amsterdam, và sắp tới em sẽ theo học tại trường University of Western Australia. Thì em đã có một cái ước mơ đi du học từ khá là sớm, nên là em cũng đã có khá nhiều thời gian để chuẩn bị cho mình một cái bộ hồ sơ khá là chỉnh chu, cả về các hoạt động ngoại khóa, ngoài lề cũng như là các cái hoạt động học tập trên lớp để có một cái bảng điểm đến và cho việc apply hồ sơ sau này. Một ngày em có lướt qua một cái post Facebook về đám du học trực tuyến lớn nhất toàn quốc của Intergrid, và em cũng thấy khá tò mò, hứng thú. Và một cái điểm mạnh nữa là nó một cái buổi trực tuyến, mặc dù em đúng nghĩa em ở Hà Nội, tuy nhiên là em không quá nhiều thời gian để tham gia những buổi triển lãm offline, nên là em cũng khá tò mò và đã quyết định là dành một chút thời gian để vào cái buổi trực tuyến đấy. Và trong cái buổi triển lãm đấy thì em cũng đã khá bất ngờ khi em được gặp rất nhiều những đại diện từ các trường ở bên Úc, cũng như là những thông tin học hỏi được trong buổi triển lãm đấy đã rất là bổ ích. Và qua đó thì em đã quyết định là apply qua Intergrid. Và thì em cũng rất là bất ngờ khi mà em không nghĩ việc apply hồ sơ Úc thì apply qua trung tâm nó đơn giản và nó nhanh gọn như thế. Trong khoảng thời gian apply học bổng cũng như là hoàn thiện hồ sơ thì em cũng có khá nhiều những cái kế hoạch hay những cái dự định khác, khiến cho là quỹ thời gian của em nó tương đối là hẹp. Thì việc có chị Dung cũng như là các cái anh chị khác ở trong team giúp đỡ và cho em những cái checklist để em biết là phải làm gì hay là thế nào sắp đến deadline thì phải hoàn thành, thì nó giúp em keep up with cái công việc của mình rất là tốt. Và thứ hai là tất cả mọi việc đều được diễn ra online, nên là nó rất là tiện lợi và nó cũng giúp em tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho bản thân cho những dự định kia. Đối với em thì điểm mạnh nhất của trung tâm là chị Dung cũng như các anh chị trong team có một cái sự hiểu biết rất tốt về các cái trường ở bên Úc, cũng như là đặc biệt là cái trường như trường mà em apply. Đến việc là các anh chị có thể giúp đỡ em là chọn lọc những cái gì em cần phải làm tốt nhất, hay là làm theo hướng nào để có thể đạt hiệu quả cao nhất, và từ đấy giúp em không chỉ cải thiện chất lượng bộ hồ sơ của em mà cũng như là tiết kiệm rất nhiều thời gian và hiệu quả cho quá trình làm việc. Lời khuyên đầu tiên của em sẽ là các bạn phải cố gắng mở rộng cũng như là làm đa dạng cái hoạt động ngoại khóa của mình, cũng như là những cái trải nghiệm của bản thân, để nó không chỉ tập trung quá nhiều vào một cái chủ đề gì đấy mà có thể đồng thời phát triển nhiều kỹ năng khác nhau, cũng như là quen biết nhiều người khác nhau và học hỏi nhiều thứ mới lạ khác mà không chỉ tập trung vào một cái chủ đề nhất định. Và lời khuyên thứ hai sẽ là mặc dù cố gắng làm đa dạng hay là làm nhiều như thế, nhưng mà vẫn phải cố gắng để cân bằng cái thời gian của mình, thời gian đặc biệt là thời gian học ở trên lớp hay là thời gian ôn thi cho những cái chứng chỉ hay những cái điểm số khác, để đảm bảo là mình vẫn có một cái hồ sơ học thật đẹp. Và cuối cùng thì bạn nên tìm cho mình một người đồng hành để có thể giúp bạn tìm ra con đường ngắn nhất của bạn đến với con đường du học hay là cánh cửa dẫn đến thành công của bạn, của riêng bạn. Và nếu mà các bạn muốn thử có được học bổng như mình thì hãy chọn Intergrid nhé.